Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức buổi họp báo tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng tham dự buổi họp báo có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và cả cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã thông báo nhân kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau 3 ngày diễn ra khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Một trong những vinh dự lớn của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, đó là được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội, đã tạo thêm động lực, niềm tin, phấn khởi và khí thế quyết tâm mới của đại hội. Đại hội đã đề ra nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế, vạch ra mục tiêu tổng quát, nhất là phấn đấu đưa tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Với tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, đã bầu 53 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng gồm 16 đồng chí. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị cả cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về năm thành công và bốn định hướng tuyên truyền của đại hội. Theo đó, tuyên truyền về cả mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, tuyên truyền về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội, nhất là chủ trọng phát triển nông nghiệp toàn diện, phát triển kinh tế hộ gia đình, khu kinh tế Đông Nam và việc đẩy mạnh cải cách hành chính. Đồng chí Phạm Đức Châu nhấn mạnh, thành công của đại hội chỉ là bước khởi đầu, để hiện thực hóa cả mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội còn rất nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước. Vì vậy, cả cơ quan báo chí, thông tin truyền thông bám sát vào những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong từng thời điểm để tuyên truyền. Trước mắt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả của đại hội và sớm xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, gắn với tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị, để động viên cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng nay, huyện Vĩnh Linh tổ chức chung kết hội thi dân vận khéo năm 2015. Tham dự hội thi có đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham gia vòng chung kết cấp huyện gồm có 6 đội, gồm Vĩnh Thủy, Vĩnh Thạch, Vĩnh Tú, Vĩnh Hiền, thị trấn Bến Quan và Vĩnh Long. Mỗi đội thi phải trải qua 3 phần gồm màn chào hỏi, thi kiến thức và xử lý tình huống, thi giới thiệu điển hình dân vận khéo. Trong đó, phần thi kiến thức tập trung vào những nội dung cơ bản về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác dân vận, ý nghĩa tầm quan trọng của đội ngũ làm công tác dân vận trong việc tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Hội thi cũng là nơi chia sẻ những cách làm sáng tạo trong công tác dân vận, góp phần giúp các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Nhờ có sự chuẩn bị và luyện tập chu đáo nên các phần thi của mỗi đội vừa đảm bảo cả về hình thức thể hiện cũng như ý nghĩa tuyên truyền, được ban giám khảo đánh giá cao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến xem và cổ vũ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Vĩnh Tú, giải nhì cho đội Vĩnh Thạch và giải ba cho đội Vĩnh Thủy. Sáng nay, xã Tân Long, huyện Hồng Hóa, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 28 tháng 9 năm 1975, 28 tháng 9 năm 2015 và đón nhận danh hiệu xã điển hình văn hóa giai đoạn 2010-2015. Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Quang Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Trị về điều chỉnh dân số, di dân khai thác thế mạnh vùng trung du miền núi, vào ngày 28 tháng 9 năm 1975, Đảng bộ và nhân dân xã Triệu Long, huyện Triệu Phong đã tổ chức di dân xây dựng kinh tế mới ở huyện Hồng Hóa, lấy tên xã mới là Tân Long. Trải qua 40 năm xây dựng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Long đã triển khai nhiều giải pháp ổn định cuộc sống cho nhân dân sau khi lập nghiệp trên vùng đất mới.
khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương để tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Tân Long đạt từ 13-15% một năm. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh từng bước được đầu tư đồng bộ. Xã có 100% thôn bản đơn vị được công nhận làng văn hóa. Thu nhập bình quân 24 triệu đồng một người một năm. Số hộ nghèo giảm còn 3,29%. Hiện tại, xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua 5 năm phát động xây dựng xã theo mô hình điển hình văn hóa, đời sống tinh thần cũng như vật chất của nhân dân trên địa bàn xã Tân Long không ngừng được nâng lên. Cả hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã phát triển sâu rộng, an ninh trật tự địa phương được giữ vững. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Hóa đã trao cờ công nhận danh hiệu xã điển hình văn hóa cho xã Tân Long và 20 gia đình trên địa bàn được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa xuất sắc. Để hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, đặc biệt là bảo vệ môi trường, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã triển khai nhiều chương trình dự án ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi. Trước kia mỗi năm, gia đình chị Võ Thị Hà ở thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh nuôi từ 20 đến 30 con lợn. Tuy có lợi ích về mặt kinh tế, nhưng gia đình chị phải sống trong môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ năm 2014, chị đã sử dụng đệm lót sinh học để xử lý môi trường. Nhờ vậy, môi trường sống của gia đình chị đã được cải thiện rõ rệt. Từ đệm lót đó là gia đình tôi là tận dụng được nguồn phân dồi dào cho nông nghiệp, nguyên liệu là dễ kiếm. Nó là bao gồm từ những phế phẩm của nông nghiệp và đảm bảo được môi trường cho chính gia đình tôi và những hộ gia đình xung quanh. Và lợi ích thứ tư là tiết kiệm được rất là nhiều chi phí từ nguồn điện, tiền điện, tiền nước và những dịch vụ thú y. Không chỉ có gia đình chị Hà, các hộ chăn nuôi ở Vĩnh Thủy đã tích cực áp dụng các quy trình chăn nuôi an toàn. Trên địa bàn xã có 180 hộ sử dụng đệm lót sinh học và 72 hộ sử dụng hầm khí bioga để xử lý môi trường trong chăn nuôi. Vấn đề môi trường là rất là quan trọng. Và trong phát triển kinh tế nói chung, cái lĩnh vực chăn nuôi nói riêng thì chúng tôi cũng xác định và cũng hướng đến để phát triển bền vững là đủ 3 yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường. Tính đến thời điểm này, toàn huyện Vĩnh Linh có hơn 373 mô hình hầm khí bioga, trên 500 hộ sử dụng đệm lót sinh học vào chăn nuôi, điển hình ở các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Long, Vĩnh Lâm và Vĩnh Kim. Việc áp dụng các quy trình chăn nuôi an toàn kết hợp xử lý môi trường đã và đang đem lại rất nhiều lợi ích, góp phần phát triển chăn nuôi ổn định và bền vững. Ngoài cái vấn đề nhân rộng các mô hình hiện có trên địa phương, thì chúng tôi tiếp tục là tổ chức trình kinh phí để hỗ trợ xây dựng một số các mô hình, nhân rộng các mô hình, đồng thời có thể đang đi tham quan, học tập một số các cái mô hình ở các địa phương khác để nhân rộng trên địa bàn. Không chỉ giúp cho môi trường nông thôn được sạch sẽ hơn, các mô hình này còn tạo ra sản phẩm chăn nuôi sạch, an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi được thị trường chấp nhận. Các mô hình hầm khí bioga và đệm lót sinh học trong chăn nuôi góp phần thực hiện tổ tiêu chí môi trường trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Xã Vĩnh thi đua là động lực phát triển. Những năm qua, trường chính trị Lê Duẩn đã chủ trọng phát động phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, nhiệt huyết cống hiến của đội ngũ cán bộ, giảng viên thông qua cả hoạt động nâng cao chất lượng dạy giảng, khuyến khích nghiên cứu khoa học. Qua đó ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố điển hình xuất sắc trong đơn vị. Câu chuyện của Thạc sĩ Trần Thiên Tú, Phó trưởng khoa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh là một minh chứng sinh động trong phong trào thi đua yêu nước ở trường chính trị Lê Duẩn. Thạc sĩ Trần Thiên Tú là một cán bộ giảng viên trẻ phụ trách khoa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh của trường chính trị Lê Duẩn. Để hoàn thành nhiệm vụ một cán bộ giảng viên của trường chính trị, đối với Thạc sĩ Trần Thiên Tú, ngoài bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, cần phải có một tinh thần say mê vô điều kiện với nghề. Đó cũng là lý do đưa anh tìm đến với những đề tài nghiên cứu khoa học và những đổi mới sáng tạo ấn tượng trên bục giảng. Triết học thì nó có rất nhiều bài, có rất nhiều nội dung và thậm chí có rất nhiều nội dung hay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái vấn đề đó thì các đồng nghiệp của tôi, các thầy cô của tôi, các bạn bè của tôi chắc là họ đã chọn rồi. Và mình không nên đi theo cái hướng đó, mà mình sẽ lựa chọn một cái đề tài gì đó mà để cho
mọi người thấy mới lạ, có mọi người thấy có cái sự hấp dẫn. Năm nay tròn 35 tuổi, độ tuổi khá trẻ đối với một cán bộ giảng viên nghiên cứu lý luận chính trị. Nhưng anh Trần Thiên Tú đã làm chủ nhiều đề tài khoa học cấp trường, hai đề tài khoa học cấp tỉnh có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Đặc biệt, với tinh thần say mê nghiên cứu, trăn trở với mỗi tiết giảng, giờ học, anh Trần Thiên Tú đã sáng tạo nhiều phương pháp giảng bài hấp dẫn, đổi mới và ghi dấu ấn sâu sắc tại hội thi giảng viên dạy giỏi các cấp. Năm 2014, anh đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn giảng viên giỏi, giành giải nhất toàn quốc tại hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị trực thuộc Trung ương. Từ cái hoạt động của phong trào thi đua nước về giảng viên dạy giỏi của thầy Tú cũng như các cái giảng viên khác thì sẽ tạo một cái động lực cũng như là một cái cơ sở để cho cái phong trào thi đua năng lượng của nhà trường ngày càng phát triển hơn, để góp phần hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị cũng như là hoạt động chuyên môn của nhà trường trong thời gian tới. Nói về công tác thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái. Thẩm nhuận lời dạy của Bác, trường chính trị Lê Duẩn tỉnh đã gắn việc phản động thi đua với việc quan tâm khích lệ, động viên kịp thời. Qua đó, huy động được sức mình sáng tạo, nỗ lực cống hiến trong mỗi cán bộ đảng viên, góp phần làm nên những dấu ấn đổi mới về uy tín, vị thế của nhà trường hôm nay. Kết quả này sẽ luôn được tiếp nối và phát huy từ những tấm gương điển hình như Thạc sĩ Trần Thiên Tú. Một trong những hoạt động ý nghĩa ngay từ đầu năm học mới này của thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, đó là đợt đầu dài hạn chia sẻ yêu thương với các bạn nghèo của huyện đảo Cồn Cỏ. Hai em Ngô Thị Thu và Hồ Thị Thân Thương, học sinh lớp 5, là số ít những công dân đầu tiên của huyện đảo Cồn Cỏ khi bố mẹ các em là những thanh niên xung phong đã xây dựng huyện đảo từ những năm 2000. Không có trường tiểu học nên sau khi học xong cấp học mẫu giáo ở huyện đảo, các em phải vào đất liền ở với ông bà để học tiểu học. Từ nguồn quỹ vận động giúp bạn nghèo vượt khó, thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà đã đỡ đầu dạy hàn mỗi em 3 triệu đồng một năm và được duy trì đối với hai em từ năm học này cho đến hết cấp học trung học cơ sở. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi cũng sẽ tiếp nhận hoàn toàn miễn phí nếu các học sinh con em huyện đảo Cồn Cỏ lựa chọn theo học tại đây cho đến hết cấp học trung học cơ sở. Hoạt động san sẻ yêu thương đối với bạn nghèo huyện đảo cũng là một trong những chủ điểm thường xuyên nhằm giáo dục học sinh tình yêu thương cũng như trách nhiệm xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.